Xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy bơm nước đẩy cao hãng Hitachi với mã sản phẩm là DP200NH. Thì như các bạn thấy thì đầu tiên đây là phần hộp của phần máy nha các bạn, với catalog và phiếu bảo hành đi kèm. Và phiếu bảo hành thì bảo hành cho chúng ta 12 tháng chính hãng nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì con máy chúng ta cũng khá là nhỏ gọn và rất là đẹp nha các bạn. Với cái bộ phận đầu tiên mình giới thiệu là cái bộ phận ống hút. Đây là cái bộ phận ống hút và đây là cái bộ phận ống đẩy, với đường kính bằng nhau là 25mm và hút sâu được cho 9m và đẩy cao được cho 30m nha các bạn. Sử dụng được cho 2-3 tầng lầu. Và tiếp theo, bộ phận tiếp theo thì bộ phận mồi nước. Đây là cái bộ phận mình chỉ đó nha các bạn. Bộ phận mồi nước. Phía dưới bộ phận mồi nước thì chúng ta có cái bộ phận đầu bơm. Đầu bơm này thì được làm bằng đồng, giúp chúng ta tản nhiệt tốt. Và bên cạnh đó thì bộ phận này là bộ phận motor nha các bạn. Đằng sau bộ phận motor thì có quạt tản nhiệt. Và tiếp theo trên bộ phận motor thì có bộ nguồn. Bộ nguồn này thì hãng in cho chúng ta cái thông số kỹ thuật ở bên trên hết rồi nha các bạn. Đấy, và mã QR và mã sản phẩm là số series của cái máy bơm nước đẩy cao. Thì mã QR này giúp chúng ta phân biệt được hàng thật và hàng nhái nha các bạn. Bên cạnh đó là cái sợi dây nguồn sử dụng dòng điện 220V với sử dụng công suất lên tới 200W. Và con máy này thì xài rất là bền và được nhiều nhà gia đình tin dùng. Rất là đẹp, thiết kế rất là nhỏ gọn. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con máy bơm nước đẩy cao hãng Hitachi với mã sản phẩm là DP200NH, sử dụng công suất 200W. Sử dụng được cho nhà tới 2-3 tầng lầu. Nếu các bạn có thắc mắc là muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì cho lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.